Theo thông tin từ Associated Press trích lời của cảnh sát tiểu bang Massachusetts cho hay, trường hợp bé trai nơi đây đã bị rơi khỏi cửa sổ và đã rớt từ 7 tầng lầu xuống đất nhưng may mắn đã sống sót. Theo nguồn tin này cho hay là đứa bé đang tựa vào tấm lưới ở cửa sổ tại một căn chung cư ở thành phố Quincy vào hôm thứ Bảy. Trong khi tựa vào tấm lưới thì tấm lưới này đã bung ra và đã làm cho cậu bé rơi khỏi tầng lầu. Trung sĩ cảnh sát Jan Flaherty nói rằng cháu bé đã giữ chặt tấm lưới khi rơi xuống và cháu đã rớt vào trong một bụi cây. Nhờ vậy, bụi cây đã giúp cản sức rơi của cháu bé. Cha mẹ của cháu đang ở trong một căn phòng khác khi sự việc đã xảy ra. Theo phát ngôn viên Flaherty cho hay là các nhân viên cấp cứu sau khi khám sơ khẩu thì cho biết rằng cháu hoàn toàn không bị gãy xương hay có bất kỳ thương tích gì trầm trọng. Cháu bé sau đó được trở vào bệnh viện và hiện trong tình trạng sức khỏe đã ổn định. Các bác sĩ cho biết như vậy. Tuy là sự việc vẫn đang được điều tra, ông Flaherty cho hay là đây có vẻ chỉ là một tai nạn hy hữu. Dựa trên những chứng cứ bổ sung, cảnh sát Los Angeles County đã cho hay khi trở lại khu vực gần hồ Kachima thuộc quận Santa Barbara, các thám tử đã tìm thấy xác của Adamantian Resident Jr. Sau khi khám nghiệm tử thi tại Los Angeles vào hôm thứ Bảy, cùng với việc phối hợp dùng hồ sơ về nha khoa và X-quang của cậu bé vào 2 tháng trước, phòng cảnh sát đã xác định được danh tính của cậu bé, đồng thời xác định được nguyên nhân cái chết của cậu bé. Cậu bé được tìm thấy vào cùng một ngày mà cha mình là Edward Dan Resident Sr., 35 tuổi, ở Nam Bersenino, đã quay trở lại miền Nam California từ Las Vegas, nơi ông ta đã bị bắt tuần trước. Theo luật sư mới của cha cậu bé là Ambrosio Rodriguez nói rằng là đã gặp Andresian lần đầu tiên vào thứ Bảy ở trong tù. Thân chủ của tôi đã rất đau lòng như bất cứ người cha nào khác. Andresian đã cương quyết phủ nhận việc làm tổn hại đến cậu bé. Rodriguez cho biết là thân chủ của ông không có ý định nhận tội. Chắc chắn là cho rằng phiên tòa đã vội vã phán xét. Luật sư cho biết là ông sẽ xuất hiện trong phiên tòa thứ hai và yêu cầu cho trường hợp được tiếp tục 30 ngày để chuẩn bị bào chữa. Luật sư của Andresian Daniel Noloni đã bày tỏ sự chia buồn với gia đình bởi tin tức đau lòng này. Tôi hy vọng những kỷ niệm đẹp của Aura bé bỏng sẽ mang lại cho bạn một chút an ủi và bình an. Các nhà điều tra thì bắt đầu tìm kiếm Aura kể từ khi cha cậu bị phát hiện tại một công viên lớn ở Nam Bersenina vào ngày 22 tháng 4. Andresian đã uống thuốc theo toa và đã tìm thấy trong một chiếc xe hơi rội xăng với bằng chứng rõ ràng là cho thấy là ông ta có ý định tự sát. Khi nói với chính quyền là Andresian cho hay ông lái xe khoảng 233 km đến hồ Kachuma. Vào 2 tháng qua thì các nhà chức trách đã 2 lần tìm kiếm hồ nhưng không thành công, thậm chí đã sử dụng chó nghiệp vụ và một đội lặn. Mặc dù ban đầu bị bắt, Andresian lại được thả ra nhưng sau đó ông ta đã bị buộc tội giết người. Theo công tố viên cho rằng Andresian giết chết cậu bé đã trả thù vợ của mình. Ông và mẹ của cậu bé là Anna Estevez đã cùng nhau chia sẻ quyền nuôi con khi ly hôn. Andresian bị bắt ở Las Vegas vào ngày 23 tháng 6 vì các nhà chức trách cho rằng ông ta có nguy cơ trốn khỏi đất nước. Cảnh sát cho biết thêm Andresian cạo râu sạch sẽ và nhuộm tóc màu sáng và sống ung dung trong một khách sạn ở Las Vegas trong 47 ngày. Chính vì hành vi này, cảnh sát cho rằng không phù hợp với một người cha vừa phải trải qua cái chết đau buồn của con trai nhỏ của mình. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như quý vị đã dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh. Xin trân trọng.